Dạo này dạo sướng ha. Cái dạo này anh mua nhiêu? 100 ngàn đó hả? What the fuck? Shopee hả? Shopee gì ba? Mua đâu 100 ngàn rẻ vậy? Đi chợ. Chợ lớn á. Chợ lớn hả? Hả? Bán rẻ dữ vậy? Chợ lớn á. Chứ em nghĩ nó chỉ là miếng sắt thôi mà, nó có gì đâu. Sao hôm nay nó nhanh